Bây giờ mấy anh em đang đánh chim nhát hoa hay còn gọi là mỏ nhát cà cuốc. Con này nè anh em, hay còn một số nơi gọi là rẽ hoa. Thì mấy anh em đánh phải cần tiếng hay, tiếng chuẩn làm nó mới hiệu quả nha anh em. Thì đây là cái bảng tiếng mới nhất của năm 2021. Phụng làm rất là ok với lại bán cho anh em làm rất là đạt nha anh em. Anh em nào cần bản gốc này thì liên hệ số điện thoại trên màn hình để Phụng bán và tư vấn cho anh em. Gửi anh em bản gốc không bị chèn nhạc nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bị chèn nhạc vào, anh em liên hệ số điện thoại 0708252 799 gặp anh Thuận để tư vấn thêm. Anh em lưu ý, bản tiếng chim này Thuận đã đánh qua và bán cho một số khách quen thuộc của Thuận làm ăn nhiều năm qua, bảo về đánh cũng rất là ok. Ngoài ra, Thuận ghi nhận cắt, ghép, chỉnh sửa lọc bỏ âm thanh rè và bản tất cả các loại tiếng chim di cư mới nhất theo năm tháng. Anh em xem qua clip này, nếu thấy hay thì hãy bấm like và sẵn tiện đăng ký kênh Săn Bẫy. Đồng thời anh em bình luận thêm ý kiến để kênh phát triển thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Anh em cần mảnh gốc của tiếng chim này mà không bị chèn nhạc vào, anh em liên hệ số điện thoại 0708252799 gặp anh Thuận để tư vấn thêm. Anh em lưu ý, bản tiếng chim này Thuận đã đánh qua và bán cho một số khách quen thuộc của Thuận làm ăn nhiều năm qua, bảo về đánh cũng rất là ok. Ngoài ra, Thuận ghi nhận cắt, ghép, chỉnh sửa lọc bỏ âm thanh rè và bản tất cả các loại tiếng chim di cư mới nhất theo năm tháng. Anh em xem qua clip này, nếu thấy hay thì hãy bấm like và sẵn tiện đăng ký kênh Săn Bẫy. Đồng thời anh em bình luận thêm ý kiến để kênh phát triển thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Anh em cần mảnh gốc của tiếng chim này mà không bị chèn nhạc vào, anh em liên hệ số điện thoại 0708252 79.